đời sống hiện tại, hiện đại đề cao vai trò của vật nuôi thú cưng và tình yêu thương với động vật. Không thể phủ nhận chúng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần của rất nhiều người trên thế giới và giúp họ nuôi dưỡng tình yêu đương, yêu thương. Ngược lại, con thấy các vị theo con đường tâm linh có vẻ tránh xa động vật. Có phải vì trong cái nhìn của họ, động vật là những chúng sinh có tâm nhiều ô nhiễm và bất thiện, không nên gần gũi? Con có nên học theo các ngài là tiết chế giao tiếp với động vật? Nó có hai lý do mà các cái vị tu sĩ không có gần gũi với động vật. Lý do thứ nhất là do giới luật. Quý vị biết là cái giới luật của một vị tỳ kheo là mình động vào cái người khác giới là một cái tội rất là nghiêm trọng. Nhưng mà nó không chỉ giới hạn với loài người mà nó tính luôn cả loài thú. Tức là việc một vị tỳ kheo mà chạm vào một cái con thú cái nha, nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. À, và chính bởi vì giới luật cho nên vị tỳ kheo kiêng động chạm người nữ như thế nào thì cũng kiêng động chạm con thú cái như thế đó. Đó là về vấn đề giới luật. Bởi vì như sư nói hồi nãy, trong đời sống tu hành, một vị tỳ kheo phải vượt qua những cái thử thách của tham dục rất là nhiều. Nó không có giống như người đời nha. Người đời quý vị có tham dục thì mình chỉ thỏa mãn nó thôi, thỏa mãn thôi, đơn giản, mà có rất là nhiều cách để thỏa mãn cái tham dục. Mình có thể tự giải quyết, hoặc là mình đi massage, hoặc là thậm chí là mình có thể mình ăn bánh trả tiền rất là thoải mái. Nhưng mà một vị tỳ kheo không làm được những chuyện đó, và trong cái quá trình mà đấu tranh phải vượt qua rất là nhiều những thử thách. Thành ra cái sự cuốn hút của chúng sanh khác giới nó lớn hơn rất là nhiều so với người đời, mà phải vượt qua nhiều lắm, phải vượt qua nhiều lắm. Cho nên vị tỳ kheo phải kiêng động chạm người nữ và luôn cả các loài thú cái nha. Thành thử nếu như mà một con vật nào đó mà không biết nó phải con cái hay không thì vị tỳ kheo cũng không dám đụng. Mà trong luật nó có những cái nghi ngờ là không được đụng, không được làm. Ví dụ như sư thấy một cái con như không biết nó phải con cái hay không thì cũng không dám đụng đấy. Nhưng mà con chó đực á, ví dụ như con chó đực đi, hoặc là con mèo đực, hoặc là con chim trống nữa, thì mình động vào nó cũng không sao đấy. Nhưng mà nếu như không sao thì nó lại vướng vào cái vấn đề thứ hai, đó là cái tâm ái nhiễm. Với người đời, người thế gian thì cái tâm ái nhiễm đối với họ nó cũng không quan trọng. Người đời họ không quan trọng cái chuyện tâm ái nhiễm, tại vì sao, với họ thì cái chuyện lấy vợ lấy chồng họ còn lấy được mà, thì cái tâm ái nhiễm đối với động vật thì có làm sao. Nhưng mà một vị tỳ kheo thì không có nên như vậy. Vị đó có thể bằng tâm từ nha, bằng tâm từ cư xử với các loài động vật, và chuyện này nó không hề hiếm. Nhưng mà vị đó phải cẩn thận, bởi vì có đôi khi mình nhầm lẫn giữa cái tâm từ và tâm ái. Mà mình thì mình tu chưa có giỏi, tâm từ không biết có bao nhiêu nhưng mà tâm ái thì đảm bảo nhiều đấy. Cho nên là cũng coi chừng á, là mình lừa mình dối người. Thành thử những vị mà tu sĩ thì cũng không có mặn mà với cái chuyện mà giao tiếp với các loài động vật. Đương nhiên tâm từ luôn luôn có nha. Rồi thêm một vấn đề nữa, đó là ở trong luật cái cấm nuôi thú. Nói nó kỳ, chùa quý vị vô thì quý vị thấy chùa cũng có nuôi chó, thì nếu quý vị hỏi có đúng luật hay không thì sư cũng nói thiệt là không có đúng. Nhưng mà
Thôi bây giờ cái thời đại thời buổi bây giờ quý vị có thể thông cảm, quý vị thông cảm được thì sẽ thông cảm giùm cho chùa thôi. Nhưng mà trong chùa bây giờ nó có một cái trường hợp khá là đặc biệt như thế này. Tức là tự nhiên thôi, ở ngoài không biết ở đâu ra một cái con chó nó chui vào trong chùa. Nó đi vào trong chùa rồi nó không đi ra luôn. Có nghĩa là nó là con chó nó lang thang hay chủ nó như thế nào đó mình không biết, mà từ khi nó bước chân vào trong chùa rồi nó không chịu đi ra và nó ở đó luôn. Rồi thì chùa có cái gì nó ăn cái đó rồi nó ở lại trong chùa, thì trong trường hợp đó chùa không nhận nuôi mà nó tự nguyện nó ở lại trong chùa, thì trong trường hợp như vậy thì không vấn đề gì. Chứ còn bản thân mà tự mình nhận nuôi thì không được.